tại sao có một cái game nào dành cho những học sinh mới? Đó chính là game Among Us. Among Us này là nó đang giấu khỏi bạn, nó đang thủ tục khỏi bạn này, và nó làm cho học sinh giỏi của bạn nè. Nhìn đây. Ok, trước đây thì mình vừa mới tải xong một cái gì mà mình cần. Đó chính là một cái game dành cho riêng biệt những bạn nào mà thích học giỏi nhất. Đó chính là Among Us. Among Us là bạn là cho để chơi game bạn cùng với riêng biệt cho mọi người. Nếu mà muốn cái này hãy tải ngay.